Hello, chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Di động Nhật Nam là chuyên bán điện thoại cũ chính hãng và iPhone chuẩn zin quốc tế. Mình có shop ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Và mọi người nếu muốn mua điện thoại của mình thì hãy theo dõi kỹ video clip. Chọn được cái sản phẩm nào đó muốn mua thì các bạn liên hệ đến cái hotline của mình hoặc là cái Zalo của mình là 0979782366 các bạn nhé. Bên mình ngoài bán điện thoại thì còn bán tất cả các loại phụ kiện tốt chuẩn ok trên thị trường để các bạn mua và sử dụng lâu dài. Bên mình bán thì tất cả những sản phẩm có giá trị cao trên 2 triệu rưỡi trở lên thì sẽ bảo hành cho các bạn 6 tháng. Lỗi là một đổi một, rất là yên tâm để các bạn sử dụng lâu dài. Còn nếu như những sản phẩm là giá rẻ dưới 2 triệu rưỡi, mình sẽ gọi là sản phẩm thanh lý và sẽ bán cho các bạn với giá rẻ, lãi ít nhưng đồng nghĩa với việc cũng bảo hành ít hơn, bảo hành một đổi một trong vòng một tháng. Chế độ bảo hành của bên mình là lỗi là đổi, không sửa chữa, như vậy cũng rất là yên tâm. Và mình báo giá là chỉ báo giá máy không thôi, có nghĩa chỉ có mỗi cái máy thôi, bất kể bạn nào mua thêm phụ kiện đều phải cộng thêm tiền. Ngày hôm nay thì cũng như thường lệ, mình sẽ review cho bạn một số sản phẩm chính hãng hai sim của các hãng như là Samsung, Oppo, Vivo, Redmi, Xiaomi nếu có, và cũ thì có cái gì mình bán cái đấy. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh, theo dõi và thả tim like ủng hộ cho mình. Khi nào ưng ý cái nào đó thì các bạn gọi đến hotline 0979782366 để đặt cọc chốt đơn. Đối với sản phẩm là phụ kiện thì các bạn thông cảm chuyển tiền luôn cho mình. Còn đối với sản phẩm là điện thoại thì các bạn chỉ cần phải cọc trước vài trăm thôi các bạn nhé. Hàng đến thì các bạn vẫn được kiểm tra hàng và được mình bảo hành đàng hoàng, cho nên các bạn cứ yên tâm. Ngày hôm nay đầu tiên mình giới thiệu đến các bạn mấy cái phụ kiện trước đi, rồi mình mới giới thiệu máy để cho nó đỡ choáng cái chỗ đây. Đây, ở đây thì hôm nay mình có một số cái sản phẩm sạc, củ sạc Kula mình bán cho các bạn. Các bạn muốn mua riêng củ thì mua và muốn mua cả củ cả cáp thì mua, tùy các bạn lựa chọn thôi nhá. Cái củ này thì mình thấy nó sẽ là cái củ sạc nhanh BD 20W. Nó chuẩn dòng vì đây nó cũng là một trong những cái củ sạc chính hãng. Và cái cổng A của nó thì mình thấy nó rất là đa năng vì nó có cả ao Type-C và ao USB, cho phép chúng ta sử dụng cái dây cáp sạc là USB hoặc là Type-C đều được nhé. Thì USB to Lightning hay là USB to C hay USB to Micro thì tùy cái sợi dây nữa. Đấy. Và cái củ này không thì các bạn vẫn có thể mua được với giá chỉ hơn 100k thôi. Mình bán hơn 100k cái củ này nhé. Còn cái dây này thì mình bán mấy chục k thôi. Dây này các bạn có thể mua cùng với củ đó hoặc mua với bất cứ củ nào cũng được, tùy. Nếu các bạn có củ rồi thì chỉ mua mỗi dây cũng được. Và dây này thì mình chỉ bán có mấy chục ca thôi, cũng rất là rẻ và tiện ích các bạn nhé. Dây thì bao gồm 4 đầu, tức là 2 đầu ao. Đầu ao thì chúng ta sẽ có một cái đầu là đầu Lightning 27W BD. 27W BD các bạn nhé. Đầu Lightning 27W BD. Cái đầu ao Lightning này thì các bạn biết là nó sẽ sạc tốt cho iPhone, iPad. Và có cả đầu C. Đầu C này thì các bạn biết là sẽ sạc tốt cho những cái sản phẩm Android chính hãng như là Samsung, Oppo, Vivo, ok nhá. Đấy, thì rút ra là đầu C và cắm vào nó sẽ là đầu Lightning nha các bạn. Cắm vào thì sẽ là đầu Lightning. Đấy, rất là dễ dàng cho bạn sử dụng được nhiều điện thoại khác nhau. Dây thì bọc dù rất là chắc chắn nên chả có gì phải nghĩ. Giá cả thì cũng hợp lý, chỉ có mấy chục cành thôi. Có thể nói rất bền. Còn cái cổng out nếu bạn có thể xài cái củ mà USB hoặc là củ Type-C đều được nhá. Đấy. Và một cái sợi cáp như thế này thì nó có độ dài khoảng 1 mét và giá bán chỉ mấy chục cành. Rồi, hai cái món phụ kiện này chúng ta có thể mua cùng nhau hoặc cũng có thể mua riêng. Nếu bạn cần như thế nào thì chúng ta mua như thế các bạn nhé. Rồi, chuyển đổi nó sang một bên để mình review máy và bán cho các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái sản phẩm mới sản xuất gần đây, đó là con A05S cũng khá là ok là. Con này RAM 6GB, bộ nhớ 128GB nhưng mà giá thì cũng rất là rẻ. A05S này thì nó chỉ có mức giá bán cho các bạn là 2.9 triệu thôi các bạn nhé. Nhưng mà con này màn hình của nó to vật vã tới 6.7 inch, pin trâu 5.000 và nó là hàng chính hãng của Samsung. Phiên bản RAM 6 bộ nhớ là 128GB cũng thoải mái xài và pin trâu. Cam kết là hàng nguyên zin chính hãng, giá máy không thôi, không tặng phụ kiện, không bao ship và ngoại hình thì không khác gì máy mới luôn. Có thể nói là leng keng xà beng các bạn nhé. Cực kỳ chất lượng. Đấy, A05S một cái thôi. Đây là màu xanh ngọn chuối các bạn ạ. Màu xanh, tươi xanh như nồi canh. Màu xanh tươi mát các bạn nhé. Đó, ok. A05S các bạn nhé. Con này 2.9 triệu.
cấu hình khá là khỏe và máy thì còn rất mới, cực kỳ mới. Tiếp theo thì mình có con A25. Con này cũng chính hãng của Samsung, màu xanh đậm. Và con A25 này thì các bạn cũng biết là nó mới sản xuất gần đây nên còn rất là ngon. Mà con A25 này nó có bộ nhớ lên đến 256GB và RAM 8GB, pin cũng là pin châu 5000. Với 256GB và A25 này là phiên bản 5G, chính hãng của Samsung, cực ngon, màn hình to, máy chất. Và bình thường thì mình bán tới giá 5,3 triệu, nhưng mà gần đây thì mình có giảm xuống giá 5 triệu để bán cho các bạn nhé. Con này khá ngon. A25 5G chính hãng, bộ nhớ tới 256 và giá chỉ có 5 triệu thôi, bảo hành cho các bạn 6 tháng nhé. Tiếp theo là A73, một cái sản phẩm thật sự rất đáng mua của hãng Samsung. Sản phẩm này thì thuộc dạng huyền thoại rồi, đã lâu năm rồi nhưng mà xài còn rất là ngon và ok các bạn nhé. Thì giá bán của con A73 5G RAM 8/128 màu xám đen này mình sẽ bán cho các bạn với cái mức giá cũng khá là ok luôn. Ở thời điểm này chỉ có 5,7 triệu thôi. 5,7 triệu thôi bạn nhé, màu xám, màn hình 6,7 inch, máy chuẩn chỉ ok. Và nó là hàng chính hãng, camera đẹp, cấu hình khỏe. Con A73 thì khỏi chê rồi, mình đã bán nhiều năm và đã biết rồi. Dĩ nhiên là cũng chỉ có máy trần, không tặng phụ kiện, không bao ship. Các bạn mua thêm sạc hay dán cường lực hay ốp thì đều cộng thêm tiền. Rồi tiếp theo thì cái đời nhỏ hơn một tí nữa nhưng pin cũng trâu, đó là con A53. A53 này thì cực kỳ chuẩn chỉ nhá, với màn hình AMOLED công nghệ đục lỗ 6,5 inch các bạn ạ, 6,5 inch màu đen. RAM 8 bộ nhớ 128, pin châu 5000, camera đẹp. A53 5G này thì màu đen, máy cũng đẹp, len keng xà beng cho các bạn. Và chắc chắn rồi, hàng chính hãng của Samsung. Và có giá bán cho các bạn chỉ là 4 triệu rưỡi thôi các bạn nhé, 4 triệu rưỡi, màu đen. Bên cạnh đó thì có màu xanh. Màu xanh thì khách dùng trước khả năng là dán tài lộc gì đây. Đấy, ok, mình thấy còn đẹp nên mình cũng không lột. Mà lột ra thì chắc chắn vẫn đẹp chứ không chảy xước gì đâu, vì dán những cái này nó không có che khuyết đâu. Đấy. Ok, con A53 này là một con máy màu xanh, tươi xanh như nồi canh, cũng là màn hình 6,5 inch công nghệ đục lỗ, màn AMOLED của Samsung thì khỏi chê. Màu xanh thì tươi xanh như nồi canh. Máy cũng là pin châu 5000 và A53 này thì cũng là sản phẩm 5G RAM 8/128, chính hãng của Samsung. Và có giá bán cho các bạn là 4 triệu rưỡi luôn, 4 triệu rưỡi. Tiếp theo thì mình có A54. A54 thì hôm nay mình có được phiên bản của nó là tới 256GB. Phiên bản cao và phiên bản cũng rất ít hàng. Bình thường thì anh em sẽ thấy con A54 này với phiên bản 128 thôi. Nhưng đây là phiên bản cao cấp, và đây mình còn một cái máy này nó rất là ngon. Nó rất là ngon, nó còn tới 99,9% nha anh em luôn đó. Garanti viền nó chưa lột luôn. Và cái giá bán của con A54 5G này, bộ nhớ tới 256 này. 256 là cũng rất đặc biệt rồi nhá, rất là nhiều bộ nhớ rồi nhá, lưu trữ cả thế giới rồi. Và dòng A54 này mới sản xuất gần, thì pin cũng rất trâu, màn hình 6,6. Con này thì nó gần như máy mới cho các bạn luôn, màu đen và có một cái thôi. Giá là 6,3 triệu các bạn nhá, 6,3 triệu. Máy trần không tặng phụ kiện, không bao ship, nhưng bao máy ngon cho các bạn đấy. Rồi tiếp theo là một con A34 đây thì là có một con màu bạc. A34 màu bạc này thì nó cũng RAM 8, bộ nhớ là 128 và pin châu 5000. Nó cũng là cái một cái mặt hàng cao cấp và pin châu mới sản xuất gần của hãng Samsung, dòng A34. Và có giá bán cho các bạn ngày hôm nay là 4,8 triệu các bạn nhé, 4,8 triệu. Màn hình to 6,6 luôn. Và ngoài màu bạc thì chúng ta còn có cả màu đen. Và A34 chính hãng 5G, chính hãng của Samsung, sử dụng được 2 sim ngon lành cành đào. Ở đây máy màu đen mình cũng bán cho các bạn với giá 4,8 triệu. Ai cần thì chúng ta mua. Thêm một con màu đen nữa đây cũng rất là đẹp và cũng là 4,8 triệu. Như vậy thì mình chỉ review một máy nhé, vì bên mình bán thì cam kết là hàng đẹp chuẩn thôi, các bạn yên tâm. Rồi tiếp theo nữa là một con Samsung Galaxy A23 5G. Con A23 5G này được trang bị một cái con chip 5G 695 8 nhân, khá là chất lượng nhé. Nhưng dòng A23 5G này thì có một cái mức giá mình thấy khá là hạt rẻ, chỉ có là 3,3 triệu thôi, 3,3 triệu. Cực kỳ chuẩn chỉ ok, A23 5G với RAM 4 và bộ nhớ 128 các bạn nhé. Ngon lành cành đào, chuẩn chất ok, và giá bán chỉ có 3,3 triệu. 3,3 triệu. Tiếp theo là một cái dòng Samsung mình thấy khá bình dân. Và ở đây có một con máy cũng còn khá là mới, khá là đẹp. Mới len keng xà beng cho các bạn nhé. Đó là con A13. A13 này thì nó cũng thuộc cái hệ là nồi đồng cối đá cho các bạn luôn. Nồi đồng cối đá nhé, pin châu 5000, màn hình 6,6 inch. Máy cực kỳ chất lượng và màu xanh, tươi xanh như nồi canh các bạn. Đây là phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 128. Quá ngon, quá chất lượng, 2 sim.
mà giá thì chỉ có 2,5 triệu, và 2,5 triệu thì cũng vừa khéo để bảo hành cho các bạn tới 6 tháng rất là yên tâm. Và có một con màu xanh này thôi nhá. Thì cái dòng A13 thì mình còn có cả màu đen, tuy nhiên màu đen này là phiên bản RAM 6 các bạn ơi. Và phiên bản RAM 6 mình bán đắt hơn. Các bạn thấy máy rất keng, rất mới, bảo hành tới 6 tháng cho anh em yên tâm. Và với phiên bản RAM 6 A13 này thì mình bán cho các bạn với giá là 2,8 triệu, cũng rất là ok. Bên mình thì bán máy zin chính hãng, không bán máy sửa men thay màn, chỉ bán máy zin chuẩn ok và bảo hành tới 6 tháng. Rất là yên tâm nhá. Mình xin nhắc lại là mình chỉ báo giá máy trần, không tặng phụ kiện, không bao ship. Nhưng mình bao máy ngon và mua ở Di Động Nhật Nam là được bảo hành uy tín, chất lượng. Tiếp theo thì mình có một con ai, con Samsung A23 các bạn ơi. Con A23 này thì là phiên bản 4G chứ không phải là 5G như con hồi nãy. Nhưng con này thì nó có cấu hình cao hơn. Nó sẽ có là RAM 6GB và bộ nhớ là 128GB. Và con A23 phiên bản 4G thì nó được trang bị chip Snapdragon 680 cũng khá là mạnh mẽ. Anh em cũng biết là con chip 680 nó chạy cũng khá là ổn định nhá. Và với cái tầm tiền 3,4 triệu con này thì mình thấy cũng rất là ok. Pin châu 5000, chính hãng, 2 sim ngon lành cành đào, chuẩn chỉ ok, màn hình to. Máy thì có thể nói là dùng lướt nên còn rất mới, còn rất đẹp. Đẹp len keng xà beng cho các bạn luôn, màu đen lịch lãm nhá. A23, phiên bản RAM 6 128 và giá bán là 3,4 triệu. Rồi tiếp theo thì mình sẽ còn những cái sản phẩm Oppo khá là xịn sò, mình sẽ review một số. Ok, Oppo A98 con này khá mới và giá thì cũng bao cạnh tranh. Đây, mới tươi xanh như nồi canh nhá. Ngoại hình mới len keng xà beng cho các bạn luôn. Mới lắm chứ không phải mới vừa các bạn ơi. Cực kỳ là chuẩn chỉ và con này có bộ nhớ tới 256 và cũng là dòng pin châu 5000. Camera thì cực khủng khỏi chê rồi. Oppo thì pin châu lắm, ngon lắm, xài bền đến lúc hỏng các bạn cứ yên tâm. Chính hãng, 2 sim và con A98 màu xanh tươi xanh như nồi canh này. Bộ nhớ tới 256, RAM 8GB, 5G. Mình sẽ bán cho các bạn với cái giá là 5 triệu chẵn các bạn nhé. 5 triệu chẵn các bạn ạ. 5 triệu chẵn các bạn ơi. Màu xanh, tươi xanh như nồi canh, cực chất. Rồi tiếp theo là có con Geno 7. Và Geno 7 ngày hôm nay thì mình có phiên bản cao. Phiên bản cao tức là Geno 7 thì anh em sẽ biết đến là phiên bản 128GB. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình có tới phiên bản 256. Tức là bản cũng gọi là bản hiếm rồi đấy. Và đây, một máy màu vàng chanh có ngoại hình đẹp len keng xà beng cho các bạn. Và nói chung là xem Di Động Nhật Nam mà review máy thì chỉ có thích thôi. Và nếu thích thì các bạn nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Khi nào cần máy thì mua. Yên tâm là mua hàng bên mình quá phê, quá chất lượng luôn. Đấy. Đây, cái con này chạy chip Snapdragon 680 luôn. Và giá bán phiên bản cao 256 trở lên mình sẽ bán với giá là 4 triệu các bạn nhé. Bảo hành cho bạn 6 tháng. Màu vàng chanh. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ là chuẩn chỉ cho các bạn luôn nhé. Rồi tiếp theo thêm một con Oppo nữa mình bán giá cực rẻ cho các bạn. Con này có thể nói rất rẻ. Con này thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 2,4 triệu. 2,4 triệu thì đồng nghĩa với việc là được bảo hành 1 tháng nhưng yên tâm. Dòng hàng điện tử thì anh em biết rồi, nó ổn định ở thời gian đầu rồi nó sẽ ok. Và dòng này thì nó cũng khá là bền. Oppo A57 mới sản xuất cũng không lâu, cho nên máy còn khá mới đây. Phiên bản RAM 464GB, pin châu 5000, màn hình to, 2 camera sau. Oppo A57 với giá thanh lý chỉ có 2,4 triệu, rất ngon, máy màu đen. Con này thì cũng còn rất là đẹp, có vài vết chầy nhẹ ở viền thôi, không đáng kể. Máy cũ thì đôi khi anh em xông xanh ngộ mình vài ba tí chầy nhá. Đây rồi, chẳng hạn như con này, bên mình kiểm tra rất kỹ và phát hiện có hai vết chầy nhẹ nhẹ ở cái cạnh đây. Đây, review cho anh em xem bằng hai cái đầu tăm thôi, chả có đáng kể gì cả. Đây nhá, nhưng mà vẫn bán rẻ cho anh em. Đây là con Oppo Geno 11F, 5G, RAM 8GB, bộ nhớ 256. Con này chạy chip khá là khủng. Thì tiêu chí để cho một con máy nó chạy nhanh, chạy mượt, chạy khỏe thì không phải là RAM không. Nó phải kết hợp với cả những con chip khủng nữa thì chạy nó mới ngon, mới mượt, nó mới phù hợp. Thì đây là một con máy thể hiện được điều đó. Và con máy này sẽ có giá bán cho các bạn là 6,2 triệu thôi. Lý do là có hai vết chày đây mình mới bán giá đó nhá. Còn không là con này mình phải bán 6,7 triệu, 6,8 triệu chứ không có giá đấy đâu. Cho nên mình giảm rồi, mình bán 6,2 triệu. Rồi tiếp theo là tới A76. A76 thì mình có một con màu xanh, tươi xanh như nồi canh, máy cũng còn rất đẹp, đẹp zin 99. Và A76 cũng là một cái sản phẩm đáng mua bởi vì đây là một con máy pin châu 5000. RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB, 2 camera cực đẹp và máy màu xanh, tươi xanh như nồi canh cho các bạn luôn. Ok, giá có 3 triệu, Oppo A76 thì khỏi phải chê rồi, giá có 3 triệu bạc. Tiếp theo A76 màu đen thì cũng thế, cũng đẹp, chuẩn zin 99%, ok la cho các bạn luôn.
Hàng máy cũ thì các bạn biết rồi, kiểu gì cũng có chảy xước nhẹ nhưng không đáng kể, cho nên mình vẫn đánh giá là hàng 99 và bán cho các bạn với cái mức giá cũ cực kỳ ok. Đó, 3 triệu A76 rất ngon pin châu nhá. Còn tiếp theo thì cái đời nó sâu hơn tí, đó là con A8. À con này là con A92, mình nhầm. Oppo A92 RAM 8, bộ nhớ là 128, pin châu 5000. Con này thì bán cho các bạn với cái giá là 2 củ tư thôi. Rất rẻ nhá, màn hình 6,53 inch. Nói chung máy chất chuẩn ok. Nó thuộc dòng thanh lý rồi, nhưng mà cũng chạy chip Snapdragon. Đó là con A92 và có thêm cả màu xanh nữa đây. Có cả màu xanh cho các bạn mua. Các bạn mua mấy con này xài cũng rất sướng, và giá thì mình thấy cũng hợp lý lắm, chỉ có 2 triệu tư thôi nhá. 2 triệu tư chính hãng, RAM 8 128, đúng hàng chuẩn. Di động nhà Nam thì nói không với hàng kém chất lượng và nói không với những cái hàng bơm RAM ảo nha. Bây giờ ngoài thị trường rất là nhiều những cái mặt hàng linh tinh, mọi người theo dõi kỹ rồi mua ủng hộ cho mình. Đây tiếp theo là màu xanh ngọc, cũng thế, hàng rất đẹp cho các bạn mà giá chỉ có 2 triệu tư thôi. Rồi tiếp theo đây có Oppo A95. Oppo A95 thì mình sẽ bán cho các bạn với giá 3 triệu tư. Con A95 này thì rất ngon, ngoại hình mỏng đẹp nhưng vẫn đạt được pin châu tới 5000 các bạn nhé. Màn hình AMOLED cực chất và camera cũng có thể nói là rất là ok luôn. Con này hội đủ mọi yếu tố, vừa mượt vừa khỏe vừa chất lượng, mà giá bán thì chỉ có 3 triệu tư các bạn ạ. 3 triệu tư. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có những cái sản phẩm là Oppo A17K. A17K này thì cũng là cái hàng thanh lý thôi, nhưng mà ở đây hôm nay mình có được máy rất mới. Và với mức giá 1 triệu 9 thì mình thấy anh em mua những con máy này xài cũng rất là sướng, rất là ok. Chỉ có 1 triệu 9 thôi này, Oppo A17K. Đấy, máy chất pin châu, cấu hình tạm ổn, và chính hãng Oppo dùng 2 sim, được cam kết chất lượng bởi Di động Nhật Nam. Và sản phẩm thanh lý 1 triệu 9 cho nên là bảo hành 1 tháng, cũng rất là yên tâm rồi. Thoải mái xài, lỗi mình vẫn đổi cho các bạn bình thường. Đấy, A17K, và đây là máy màu vàng, cực đẹp các bạn nhé, có thể nói là cực đẹp, cực mới, 1 triệu 9 thôi. Và có những chiếc màu xanh nữa, cũng cực đẹp, vì A17K lần này toàn là hàng đẹp cho các bạn thôi. Toàn là hàng đẹp cho các bạn lựa chọn để mua sử dụng lâu dài. Đã thế là hàng chính hãng, màn hình to vật vã 6,6, 6,7 inch, pin thì châu 5000. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 64 và chip cũng tương đối là mượt nên chạy cũng ok. Đối với phân khúc giá 1 triệu 9 thì con này mình thấy đáng mua các bạn nhé. Vì nó rất đẹp và rất là phong cách, rất là chuẩn. Rồi tiếp theo nữa đây thì mình xin phép giới thiệu đến các bạn một vài cái sản phẩm là phụ kiện là sạc các bạn nhé. Thì ở đây thì mình sẽ có một cái bộ sạc cho các bạn đây. Mình sẽ có một cái bộ sạc Oppo. Bộ sạc Oppo này là bộ SuperVox 67W. Là mình đang có cái mức giá ưu đãi bán cho em bộ này, cực tốt, sạc cho Oppo với Realme nha. Bao gồm củ 67W và cáp SuperVox USB 2C. Đây các bạn nhìn cái đầu để mua cho đúng. Và cái bộ sạc này hiện tại Di động Nhà Nam đang ưu đãi giá với giá 195k. 195k một bộ bao gồm củ và cáp. Anh em muốn mua riêng cũng được, nhưng mà mua riêng thì ship một cái đôi khi nó lại nặng tiền phí ship, thì anh em cũng lại xót ruột, nên anh em mua cả bộ cho mình cho nó đỡ. Hoặc là anh em mua máy rồi anh em mua kèm sạc thì nó ok nhá. Đấy, đây là cái bộ Oppo 67W. Và cao cấp hơn nữa thì mình còn có một cái bộ Oppo 80W. Bộ này thì mình bán tới 250, nhưng mà nó ngon hơn nữa. Bộ Oppo 80W SuperVox 80W thì bao gồm củ này, củ xịn này, và cáp SuperVox 2TC USB 2C. Đấy, cũng là đầu TC các bạn nhé. Đầu TC là cái đầu gọi là các bạn xoay hướng nào các bạn cũng cắm được. Và cái bộ này thì các bạn nên mua để sạc cho những đời A mới và những đời Renault mới sản xuất gần đây. Đấy, vì bộ này nó quá khủng, quá dữ dội luôn, nhưng mà ngon lắm. Anh em lật mặt nào chúng ta cũng cắm được nhé. Xoay tròn cáp cắm được này. Đấy, nó hai mặt nên là không sợ cắm nhầm, bị gãy kiếp gì. Và về thẩm định chất lượng thì bên mình đã thẩm định cho các bạn để các bạn yên tâm. Và bộ này thì mình đang bán là 250, bao gồm củ và cáp. Đấy. Rồi tiếp theo ở đây thì hôm nay mình có sạc dự phòng rất là nhiều anh em yêu mến, đó là sạc dự phòng 5S sửa bay. 5S sửa bay phiên bản 20.000 mAh, phiên bản chuẩn dung lượng và báo thông số đúng chuẩn đây, chứ không phải như những cái hàng ở thời gian gần đây anh em thấy những cái dự phòng trong suốt. Thì mặc dù xài ngon và tiện ích đấy, nhưng mà nó báo không có đúng đâu. Còn cái này thì nó tương đối là chính xác cho anh em, là BD22.5W có sạc nhanh. Và đây là phiên bản 20.000 mAh thì mình đang bán cho các bạn lúc trước là 390, về sau mình giảm cho các bạn là 350. Thì ngày hôm nay để tạo điều kiện mà xả nốt hàng ở đây, mình không còn nhiều, mình còn 2 này 4 viên thôi.
4 viên vỏn vẹn 5S giờ bay chính hãng của Việt Nam nhá. Cái này là chính hãng của Việt Nam chứ không phải là hàng linh tinh. Đấy, ok các bạn luôn. Mình sẽ bán cho các bạn là 3 viên màu đen và 1 viên màu trắng, thì mình sẽ bán đồng giá là với giá là 330k một viên. Đấy, mình giảm thêm một chút nữa cho anh em mua, vì những cái phụ kiện này thực ra không có lãi là bao nhiêu, cho nên là bán rẻ cho anh em. Anh em nào đã xài 5S bay của mình thấy chất lượng, bây giờ muốn mua thêm hoặc là mua cho người thân hoặc là giới thiệu người này người kia mua thì ok, vẫn có thể mua. À, anh em lưu ý là riêng phụ kiện thì bây giờ mình sẽ nhận là chuyển tiền trước mình mới chốt đơn nha. Còn riêng về điện thoại thì anh em cọc cho mình, cọc cho mình. À, còn lại thì đến thì mình sẽ thu cốt nha anh em. Đó, nó là như vậy. Mình nói trước để tránh mất lòng nha anh em. Còn ở đây thì có những cái tai nghe về AirPods Pro 2 hổ vằn thì bên mình vẫn còn rất là nhiều những cái tai nghe mới, nguyên mới, chưa cả khui nhá. Nhưng mà nguyên tắc là bên mình bán hàng rất là cẩn thận và kỹ lưỡng, anh em cũng đã biết thừa rồi, biết thừa rồi nhá. Là mình đều khui ra để mình test qua một lượt cho anh em rồi mới gửi, như vậy để tránh cái trường hợp anh em phải gửi tới gửi lui. Còn về vấn đề bảo hành, nếu chẳng may thôi, chẳng may có lỗi thì anh em có thể gửi về bên mình để được bảo hành, như vậy cũng rất là yên tâm để anh em mua hàng ở Di Động Nhật Nam. Còn về anh em hỏi những cái máy giá khoảng 1 triệu đồng thì mình không còn hàng. Hiện tại ngày hôm nay thì mình chỉ còn đúng một cái con Vivo này với giá 1 triệu 2 thôi. Vivo Y11 thì thực tế anh em biết là con này hàng đẹp chất, ok, mình đang bán 1.350.000 cơ. Nhưng mà hôm nay là mình vác ra mình bán xả cho anh em để anh em yêu mến và ủng hộ đăng ký kênh nhiều hơn. Là với giá là 1 triệu 2. Đấy, nó là hàng chính hãng Vivo Pin Châu. Có camera, có vân tay, nó chuẩn, và Pin Châu 5.000, màn hình cảm ứng mượt mà, cam kết cho anh em như vậy nhé. Và bảo hành cho anh em 1 tháng. Lỗi là mình đổi không sửa đâu. Thì mặc dù còn khá là nhiều máy mình chưa review, nhưng mà tiêu chí của mình làm video để anh em xem đỡ ngán thì mình cũng chỉ làm khoảng 20 đến 25 phút. Thì mình xin tạm dừng cái video này ở đây. Và một lần nữa là cảm ơn anh em theo dõi. Anh em đừng quên đăng ký kênh, nhấn like, chia sẻ để nhiều người cùng xem. Muốn mua cái sản phẩm nào thì anh em có thể liên hệ đến Zalo hoặc là hotline của mình, cùng chung một số 0979782366. Số đó là vừa là hotline vừa có Zalo của mình nhé. Anh em cứ inbox vào đó và muốn mua cái nào thì mình cung cấp số tài khoản để anh em chuyển khoản đặt cọc hoặc là chuyển khoản mua phụ kiện thì anh em chuyển khoản trước cho mình. Shop Di Động Nhật Nam thì anh em biết là bán lâu năm rồi nên cực kỳ là uy tín. Anh em nào mới xem mà muốn check uy tín của shop, chưa yên tâm hoặc là sợ xa đồ mua không yên tâm thì anh em cứ việc vào Google hoặc Google Maps, anh em search Di Động Nhật Nam Tân Phú Đồng Nai, hoặc là anh em bấm chính cái số hotline 0979782366 vào cái ô tìm kiếm trên Google hoặc là trên Google Maps đó, là anh em bấm tìm cái là sẽ thấy thông tin của mình nhá. Cảm ơn vì mọi người luôn yêu mến ủng hộ Di Động Nhật Nam trong nhiều năm qua. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.